Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay đến với nhà vườn em Thanh Ngọc, một nhà vườn mới đến với kênh nha. Giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nhiều màu nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Rồi anh chào Thanh Ngọc. Chào anh Liêm, chào cô chú anh chị. Nay em có một số hoa giấy thành phẩm muốn giao lưu cô chú anh chị. Đây không mất thời gian thì em lên mã số 1. Cây số 1 đầu cây tiên. Cành vàng, vàng lá ngọc. Mã số 1 là chiều cao là 70. Tán ngang là 65. Hoành là 15. Cây này em giao lưu với giá là 300k bao ship. Mã số 1. 300k. Cành vàng lá ngọc bông đỏ nha bà con. Rất là đẹp mã luôn. Số 2. 3 màu. Cây 3 màu. Trắng, cam lửa và đỏ lửa. Chiều cao là 69. Hoành là 58. Ngang 58. Hoành là 16. Hoành 16, cây 1 rễ. Cây này em giao lưu với giá là 250 bao ship. Màu đỏ thái, trắng tiết với cam lửa nha bà con. Mã số 3. Theo số 3, Red Pizza. Chiều cao là 55. Tán ngang là 39. Hoành là 13. Cây này giao lưu với giá là 270 bao ship. 270 một cây Red Pizza đang nụ nha. Tiếp theo. Mã số 4. Một màu trắng. Trắng tiết. Chiều cao là 74. Tán ngang là 55. Hoành là 23. Mã số 4 em giao lưu với giá là 270 bao ship. 270 cho một cây trắng tiết mã số 4. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5. Đỏ Red Pizza. Chiều cao là 65. Tán ngang là 43. Hoành là 16. Mã số 5 giao lưu với giá là 340 bao ship. Red Pizza mã số 5. Mã số 6. Tiếp theo là một cây cẩm thạch tím tuyết mã số 6. Chiều cao là 79. Tán ngang là 54. Hoành là 15. Mã số 6 giao lưu với giá là 300. 300k cho cây bao ship. Cẩm thạch tím tuyết. Cây này được hai tàng nha bà con, rất là đẹp. Mã số 7. Red Pizza. Một màu. Chiều cao là 78. Tán ngang là 53. Hoành là 18. Mã này em giao lưu với giá là 270. Cây này búp nụ kẹo hết trơn luôn nha bà con, đang chuẩn bị nở. Mã số 7. Em lên mã số 8. Cẩm thạch. Là tím siêu bông. Chiều cao là 60. Tán ngang là 44. Hoành là 15. Mã số 8 giao lưu với giá là 250 bao ship. Cẩm thạch tím siêu hoa. Tiếp theo mã số, số 9. 9. Chính là một cái đỏ lửa. Cây tàn tự nhiên nha. Chiều cao là 70. Tán ngang là 78. Hoành là 23. Mã số 9 em giao lưu với giá là 350 bao ship. Mã số 10. Trắng lửa. Một màu trắng nha bà con. Chiều cao là 68. Tán ngang là 42. Hoành là 21. Mã số 10 em giao lưu với giá là 350. 350 cho cây một màu trắng lửa. Mã 11. Cây 11.
cẩm thạch tím siêu bông. Chiều cao em đo là 72, tán ngang là 45, vành là 23. Mã số 11 em euro với giá là 250. Tiếp theo là mã số 12, một cái cam lửa. Chiều cao là 70, tán ngang là 48, vành là 17. Mã số 12 em vô với giá là 250. 250 mã số 12. Tiếp theo số mã số 13. 13. Tím Pháp. Tím Pháp đang rộ bông. Chiều cao là 63. Tán ngang là 43. Vành là 12. Số 13 em giao lưu với giá là 200. 200k. 200k cho cây tím Pháp mã số 13. Tiếp theo là số 14. Red Pizza. Chiều cao em đo là 67. Tán ngang là 49. Vành là 21. Số 14 này em giao lưu với giá là 280. 280 cho cây đỏ pizza số 14. Số 15. 15. 15 là tím Pháp. Bông siêu to khổng lồ, đậm. Chiều cao em đo là 66. Tán ngang là 50. Vành là 14. Mã số 15 em giao lưu với giá là 200. Mã số 16. Một cái đỏ pizza. Chiều cao là 57, tán ngang là 50, vành là 22. Mã số 16 em giao lưu với giá là 280, bao ship. Cây đế rất là đẹp luôn nha cô, đế quái thẳng sạch luôn. Mã số 17, một màu trắng, trắng tuyết. Trắng tuyết dòng siêu bông. Chiều cao là 57. Tán ngang là 44. Vành là 11. Mã số 17 em giao lưu với giá là 180k. Mã số 18. Một cây tím. Tím đột biến từ cẩm thạch tím. Chiều cao là 57. Tán ngang là 48. Vành là 22. Mã số 18 giao lưu với giá là 250. 250 cho cây tím đột biến. Đột biến từ cẩm thạch tím siêu bông đó nha bà con. Mã số 19. Một màu tím lửa ruby full hoa luôn rồi. Chiều cao là 77, tán ngang là 62, đế là 12. Mã số 19 em giao lưu với giá là 250. 250 cho cây một rễ co lắc tím lửa ruby. Mã cuối cùng à? Mã số 20. Mã số 20 là mã số cuối cùng. Phụng hoàng lửa. Chiều cao là 55.
Tái ngang là 52. Đế là 30. Cây này em giao lưu với giá là 350. Bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem cuối clip.